Đấy. Đấy. Đưa này. Ôi. Ngon thế à? Ừ. Ui ôi. Ngon đấy. Ngon đấy. Ôi, ơi khoan khoan, đổ ra có con cá, có con cá. Hey yo, what's up anh em? Chào mừng em đến với lại vlog. Ok, chào mừng các bạn đến video tiếp theo của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm sao có thể bẫy lươn từ những cái chai nhựa, những cái chai phế thải, những cái chai mà sắt vụn nha anh em ơi. Thì như em đã thấy là ở đây mình đã đi nhặt được mấy cái chai, như là hai cái chai bia Hải Dương này. Đó, một chai không độ này. Một chai Coca 1,5 lít. Đó anh em ơi. Thì những cái này thì thường khi mà sử dụng xong rồi thì chúng ta sẽ thường hay như vứt đi này, cũng như là bán sắt vụn, kiểu dạng như là phế liệu tái chế thôi. Thì hôm nay mình sẽ tái chế nó lại một lần nữa để cho nó có thêm một sứ mệnh mới, để nó có thể biến thành những cái dọ bẫy lươn cực kỳ hiệu quả. Trước tiên là mình sẽ phải dùng cái rìu đa năng của mình. Mình đã có một video review cái rìu đa năng này rồi anh em ạ. Mình sẽ cắt đầu đi. Ok, xong rồi nhá. Sau khi mà chúng ta đã cắt cái đầu này vứt đi, thì chúng ta sẽ cắt đôi ra để nó tạo thành một cái hình như thế này. Đây anh em. Đó, em nhìn thấy chưa? Và tí nữa chúng ta sẽ để như này nhá. Nhưng mà công đoạn thì còn rất là nhiều, anh em hãy đón chờ nhá. Thì từ từ mình sẽ làm cho anh em xem. Ok anh em ơi, thì sau khi mà mình đã gọi là hàn lỗ để buộc dây, anh em nhìn này, tạm thời mình buộc một dây thôi. Sau đó là khi mà mình cho mồi vào trong thì mình sẽ buộc hai dây còn lại. Đó, còn xung quanh thì mình hàn rất là nhiều lỗ, mình đục rất là nhiều cái lỗ để có thể là tạo là oxy, cũng như là như những cái lỗ này thì nó sẽ gọi là con lươn nó sẽ ngửi thấy cái mùi thông qua những cái lỗ này. Đấy, nói chung là một công đôi việc luôn anh em ạ. Nếu mà nó kín quá thì con lươn nó rất là khó nhìn luôn, à quên, con lươn nó rất là khó ngửi mùi luôn. Đấy, nhưng mà nếu mà mình đục nhiều lỗ như này, thứ nhất là khi mà con lươn vào bên trong thì nó có thể có oxy để thở, có lỗ để thở. Thứ hai là khi mà để một bên trong thì là con lươn bên ngoài nó sẽ dễ ngửi thấy hơn. Ok anh em ơi, thì mình nhìn thấy cái chỗ bờ muống này nó rất là đẹp anh em ạ. Bây giờ mình sẽ quyết định là đặt ở đây một cái để xem là nó có dính lươn không nha anh em ơi. Tại vì chính lần trước, chính ở cái đầm muống này luôn, ở đoạn kia mình đã đặt một cái bẫy lươn và dính hình như rất là nhiều luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ đặt một cái to ở đây nhá, ngay chỗ này thôi. Thì không biết là ai đã gọi là cắt muống, người ta vật ở trên đây thì người ta để ra một khoảng trống, một khoảng hở nhìn nó rất là đẹp anh em ạ. Đấy, ở dưới thì là bùn, ở trên thì là muống, còn ở giữa thì cái mực nước rất là thấp luôn, chỉ khoảng tầm này thôi, rất là phù hợp luôn anh em ạ. Thank you.
Anh em ơi, cái chỗ này mình nhìn thấy ít nhất là cũng rất là nhiều cái lỗ luôn, gọi là lỗ luôn anh em ạ. Thế bây giờ mình sẽ quyết định đặt ở đâu nhỉ? Đặt hướng ở đây hay đặt hướng ra ngoài bây giờ? Đây này, cái chỗ này này, hai cái lỗ luôn liên tiếp, đây một lỗ nữa. Đấy, nếu mà chuyên gia thì người ta sẽ nhìn là biết, người ta biết là lỗ này có hay không, nhưng mà mình chỉ nhìn thấy rất là nhiều lỗ luôn. Ok, bây giờ mình sẽ thử đặt cái ngang này nhá, một cái làm ngang nha em ơi. Đó, kiểu này, kiểu này để ở đây đặt hướng ra ngoài đi. Ok, hợp lý luôn. Đây này anh em ơi, như khi nãy mình nói đấy, dọc cái bờ này toàn những cái lỗ như này thôi. Đấy, có thể là lỗ luôn đấy anh em ạ, rất là nhiều luôn. Ok, xong nhá, thì mình sẽ đặt một cái bên này, một cái bên này và một cái bên này, ngay bên này thôi. Nói chung là hai bờ gần nhau. Đấy, mé kia. Khi nãy trong cái lúc mình đặt là mình nghe thấy trong kia là tiếng cá nó kiểu nó quẫy rất là mạnh luôn. Đấy, anh em nhìn cái ao muống hoang này, rất là lý tưởng để bẫy cua, bẫy lươn cũng như là bẫy bẫy gì nhỉ, bẫy rắn cũng được. Ok anh em ơi, thì mong rằng anh em hãy dành ra 1 giây like video như chia sẻ video để ngày mai lại vlog sẽ thêm một điều may mắn để bẫy thật là nhiều lươn anh em ơi. A few moments later. Ok anh em, chào buổi sáng 500 anh em. Thì hiện tại mình với cả bà còi đây, xin chào. Ok, bây giờ mình với cả bà còi sẽ cùng nhau di chuyển ra đằng cái khu ao muống hoang để chúng mình sẽ nhấc cái gọi là gì nhỉ, dọ đánh lươn của bọn mình nhá. Thì xem là hôm nay chúng ta có thu hoạch được thành quả gì không nha anh em ơi. Nếu mà hôm nay mà được chỉ cần một con thôi thì chắc chắn là khu đấy là sẽ có đúng không? Thì anh sẽ nghĩ ra một cái ý tưởng bẫy lươn khác nó độc đáo hơn. Anh em hãy đón chờ nhá. Chơi không? Bắt tay cái. Rồi anh em ơi, thì bây giờ chúng ta sẽ nhau theo chân bà quái đi nhấc lươn nhá. Hôm nay em nhấc luôn, anh sẽ quay cho bạn xem. Mà em đi đâu ấy? Nhấc lươn. Chán thanh niên. Tôi đặt một cái ở đây này. Ủa? Nhìn thấy chưa? Đâu? Đây này. À đây à? Tôi đặt một cái ở đây và hai cái ở kia. Hôm qua mình đi đặt bà còi không đi theo nên bà còi không biết. Cứ thế lại te đi thẳng biết ngay mà. Này, thế không mang cái gì để đựng ở nhà đâu, có lươn hay sao? Chắc gì đã có. Tốt nhất là bây giờ, à khoan đã, giải thích cho các bạn một điều đã. Anh em còn nhớ những cái video là trước không? Những video nào mình mang đồ đi để đựng không bao giờ còn gì. Những cái video nào mà mình không mang đồ đựng được rất nhiều đúng không? Nhớ cái video đi đánh dọ cá không? Đấy, thế nên là bây giờ mình không mang gì cả. Không mang gì cả, cái gì? Con ông vàng nó đang bò vào chai lươn của mình này. Ừ, đâu? Chắc đây. Đây đây này. Chắc anh đang thả cái mồi gì vào đúng không? Anh thả hôm qua là con mồi ốc vàng ủ một ngày này, rồi là cá chết ủ một ngày này. Nói chung là toàn những cái mồi kiểu dẫn như là ủ một ngày để cho nó thối thôi. Đây anh em ơi. Bảo sao ốc vàng nó bò. Đấy. Để em nhấc. Đây ok, để cho bà quay nhấc nhá. Xem được con gì không? Đấy, chỉ cần nhấc lên thôi, anh cài que với vào để cho nó đỡ nổi lên thôi mà. Buộc dây à? Không có buộc dây đâu, đặt thôi, tại vì nó chìm mà. Nặng lắm không ạ? Nặng lắm. Nước. Không biết có con gì không? Ai biết. Nào, nắc lắc thử xem có con gì không? Nặng lắm à? Có. Ui giật. Chán thanh niên. Yêu nhớt kìa, nhớt nó ra kìa. Con lươn không ạ? Nhớt của nó ra này. Con lươn thật này. Ui, có lươn mà bà quài sợ. Anh thả nhiều mồi quá. Ít mà, anh thả một tí. Có mấy con? Đây, bỏ ra. Có mỗi ra. Con thôi. Được mấy con? Đây mỗi xem nào. Con. Đây xem nào. Đây này. Anh em ơi, đây. Dọ đéo lại con lươn nhỉ? Chả thế sao, người ta làm dọ hơi bị chuẩn, anh em nhìn đây cái hòm của mình này. Này hay con lươn. Anh bảo này, lần sau không biết ấy, đừng le te. Nhá. Thì em đi thì nếu mà đến chỗ nào anh phải bảo là dừng nhá. Ra kia. Le ta le te. Bà, anh em thấy bà còi có le te. Không biết mà cứ thế lao như con trâu ấy. Có không? Không có rồi. Không có á? Thế ăn thua gì? Đâu xem nào. Anh thấy nhớt mà, anh thấy nhớt đấy. Có, anh thấy nhớt mà cái lúc em đổ ra ấy, nó nhớt nhợt đấy, anh chắc chắn là có lươn rồi. Hai con á, đâu xem nào. Ngon đấy. Bé lắm. To bé gì, lươn đồng quan trọng gì em. Nào vứt xô. Bé lắm. Vứt xô, con này khỏe lắm. Rồi bây giờ đi tìm tiếp đi. Vẫn còn ở đây à? Ừ, vẫn còn. Thấy cái mấy con ốc chưa, anh đứng đây anh còn nhìn thấy mấy con ốc này. Đây rồi. Rất bựa chứ. Rồi. Ui. Ôi, em đừng móc thế, hỏng cái hòm của anh. Em móc thế, hỏng cái hòm của anh. Cái chai này nhiều quá. Mấy con, đâu, xem nào. Ba con. Phải ba con nhỏ. Ngon. Cũng to mà. Mệt có phải to đâu, có phải nhỏ đâu. Nhỏ.
lần trước nhưng mà được. Được mà. Được. Lúc được con to con nhỏ chứ, nhưng có con này to này. Ừ, có một con to. Con này to tướng luôn này. Một con to, hai con nhỏ. Ngon thế làm gì nữa, gơm chi. Ngon nhỉ? Để về chế thêm 10 cái nồi nữa để đập. Trời luôn. Để mang ra chợ bán. Ok, bây giờ em bỏ hết những cái ra ngoài xong rồi em cắt từng cái một, em đổ vào xô đi, không là nó bơi mất đấy. Nhưng mà con này lươn đồng nó nhảy làm mạnh lắm. Em đã cắt hai dây thôi nhá. Em cắt hai dây nhá. Một dây để lại đấy. Nào ok. Bà coi đổ ra đi. Coi này hình như được một con đúng không? Ừ. Ui. Mỗi con. Một con. Ốc vẫn còn, ốc vẫn còn. Em nhặt ốc em vứt lại trong xô đi tí nữa để hôm nào bẫy tiếp. Tối nay bẫy luôn hay là hoặc là ngày mai bẫy tiếp. Ốc càng thối này càng tanh càng dễ dính em ạ. Con này ui, nó con này đơ đơ. À, anh biết rồi. Chắc anh đục lỗ bé quá rồi. Không phải. Cái hom này bị chìm dưới nước không oxy. Thế à? Em thấy bên hom này nhiều hơn này. Đúng rồi đấy. Thế nên là con nào mà vào sớm quá là khả năng đến hôm nay là bị đơ anh em ạ. Em thử hãy xem nó còn ấy không. Chết sao rồi. Nhìn nó đơ đơ. Đúng rồi. Cái lần trước là mình đặt nhưng mà nó dài thế là đít chọc đi trời. Chọc đi không khí thế nên là nó có oxy nó thở. Đặt kiểu này thì là nó hay bị chết. Đúng rồi. Hết oxy không oxy. Đấy. Đấy. Ôi. Ngon thế à? Ừ. Ngon. Ừ, ra đây, ra đây. Ra đây. Ra đi, ra đi. Con này vẫn sống. Con này vẫn sống. Con này kia chắc vào muộn nhỉ. Ừ. Con nào vào muộn thì vẫn sống. Yếu rồi. Ừ. Yếu rồi. Một con. Ui giời. Ngon đấy. Ngon đấy. Ôi, ơi khoan khoan đổ ra có con cá, có con cá. Đâu? Cái đấy trong hộp. Có con cá. Đổ ra, đổ ra. Cá. Đấy. Ui, mấy con cá bống à? À, mấy con cá này là cá ếch. Cá ếch nó vào đây luôn à? Sau này con này nó sẽ thành ếch, em cầm lên một con cho anh em các bạn xem. Đưa anh một con. Này. Con này là tương lai thành ếch, ếch hoặc là thành nhái. Con cá này buồn cười nhỉ. Đây này anh em ơi. Con này gọi là lòng lọc nha anh em ơi. Sau này tương lai con này nó sẽ là thành nhái này. Nhái này hoặc là ếch này hoặc là cóc thì không phải, con này không phải con cóc. Con này là ếch hoặc là nhái. Rồi ok anh em ơi. Thì đây. Thôi nói chung là đổ hắn nó ra ngoài nhỉ, tại vì nó cũng chết rồi mà. Sợ gì đâu. Đổ ra ngoài nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó rõ hơn. Đây này. Đấy. Anh em thấy ngon không? Được mấy con? Đếm 1, 2, 3, 4, 5 5 con. 5 con lươn. Thì anh em ơi là do cái bẫy này của mình đặt hơi sai anh em ạ. Đây anh em nhìn này. Khi mình đặt đấy, lần trước mình đặt thì là cái que đấy dài, cái ống nhựa dài thì đít nó chọc lên trời như thế này. Thì là khi mà con lươn nó chui vào trong nó vẫn có oxy nó thở. Đấy nhưng mà hôm nay mình đặt 3 cái đều tất cả đều chìm dưới nước, chìm hoàn toàn dưới nước luôn. Thế là nó vào nó không oxy thở, nó chết bố mất rồi. Phí quá nhỉ. Nó vào đêm qua rồi nó vẫn đơ đơ, nó vẫn sống nhưng mà vẫn sống ơi, nhưng mà nó đơ kiểu đơ đơ, kiểu kiểu dạng như là bị phê thuốc ấy. Rồi các anh em ơi, thì có lẽ là video của mình xin phép kết thúc ở đây. Và hẹn em video lần sau mình sẽ lại tiếp tục chế tạo những cái ý tưởng, những cái idea bẫy lươn cực kỳ độc đáo cho anh em xem nhá. Nếu mà em thấy video này hay cũng như là thích những cái chủ đề bẫy lươn, bẫy cá của mình thì anh em hãy cho mình một like cũng như chia sẻ video để có thể mọi người cùng xem, cùng giải trí nha anh em ơi. Bye bye anh em, hẹn em video lần sau nhá. Bye bye.